thành phố cấm phân lô là áp dụng cho việc cấm phân lô đất dự án cơ sở hạ tầng không đầy đủ hay áp dụng cho mọi trường hợp loại đất luôn ạ? Cái thứ nhất là hiện nay thì chưa ghi cụ thể, nhưng mà với cá nhân định nghĩ là cái việc dự án thì đương nhiên là sẽ cho phân lô, vì cái việc không cấm dự án thì sẽ cho những cái dự án đồng bộ trong cái việc 1-500 để cấm hạn chế phá vỡ quy hoạch trong cái việc đầu tư. Nhưng mà sẽ cấm những cái trường hợp này này. Trường hợp thứ nhất là chúng ta chỉ có một hẹt đất và 4-5 anh chung tiền lại và cách cắt thành từng lỗ nhỏ và bán nên gì, chắc chắn cái trường hợp đấy sẽ cấm. Cái trường hợp thứ hai là không đủ diện tích, chỉ có 3 hẹt nhưng mà quy định ở tại địa phương đó phải có 4 hẹt thì mới được làm dự án, phải có đường thông thoáng nước, phải đồng bộ với nhà trường học, nhà trẻ, trạm xá, chờ thì lúc đấy mới cho làm. Thì như vậy nếu như những cái không đạt được yêu cầu đó cũng không cho. Cái thứ ba là hiện đường sẽ không cho. Trước đây chúng ta thường được gọi là hiện đường, nhưng hiện nay chắc chắn là sẽ không cho hiện đường. Cái trường hợp thứ tư là trường hợp có đường nhưng không biết là khu vực đấy chưa có đất ở, chưa có người dân, đương nhiên cũng sẽ không cho. Còn trường đấy chưa có đất ở, chưa có người dân sẽ cho nhanh gì. Như hiện nay ở một số tỉnh như tỉnh Bình Phước, một số tỉnh đã xem lại khu vực đó, mặc dù nằm trong quy hoạch đất ở nhưng ra xem không có nhà thì anh chị chuyển đổi nó cũng rất là khó. Nên cái việc phải thực tế với nhu cầu của người tiêu dùng, nhu cầu của đất, nhu cầu của dân thì khi đấy mới cho. Vì vậy cái việc chắc chắn một điều sẽ có trường hợp thêm là định chưa nắm rõ là cái việc những thửa đất đã có đất ở, đã có những người dân ở thì bây giờ muốn tách cha tách cho con thì chắc chắn định nghĩ là không thể cấm được. Vì vậy sẽ có những cái phương án để không quá gọi là khắt khe trong cái việc là cha cho con thì không thể cấm được rồi, đúng không nhỉ? Hoặc là đôi khi người ta cả quá cần tiền thì người ta bán một thửa đất hiện tại đang có đất ở, người ta bán đã cho người khác cùng không thể cấm được. Nên cái việc đó sẽ có một trong những cái là cụ thể cho từng chi tiết thì hiện tại đang là áp dụng trên một cái là nói cấm phân lô tách thửa. Nhưng mà tách thì tách trong cái diện tích như thế nào thì chưa được cụ thể hóa. Và định sẽ cập nhật cái thông tin này một cách sớm nhất, khi anh chị định nắm được thì định sẽ chia sẻ lại cho anh chị. Đất ở Cam Ranh Khánh Hòa nên đầu tư ở phương nào ấy? Cái thứ nhất, nếu như ở Cam Ranh Khánh Hòa thì bạn nên xem xét lại ở khu vực Cam Lâm. Thì định thấy Cam Lâm là một trong những cái nhảy lên nhảy xuống, chính điều đó đã làm cho nhiều anh chị cũng nhảy cầu mà đi. Nhưng đến thời điểm này thì nếu bạn quay lại bạn tìm ở Cam Ranh thì bạn nên xem xét lại ở Cam Lâm. Trong khu vực Cam Lâm đấy có một cái vịnh mà có những khu vực ở ngay ven sông đấy. Nếu bạn đầu tư ngay cái éo biển đấy mà bạn tìm được những cái mặt đấy để bạn kinh doanh hoặc bạn đầu tư đó thì lại là một cái thằng. Bạn hãy tìm tại ngay cái khu vực đó cho định. Đất ở Bình Phước giá lên được không anh? Đất ở Bình Phước nếu như những khu vực mà có họ tiềm năng thì hôm nay nó đã lên giá này. Đình đã bị quay chủ quay đầu vì cái lô đất tăng lên hơn 1 tỷ, đã bị chủ quay đầu trong cái việc đất ở Bình Phước. Nên nếu mà chọn những khu vực mà có diện tích lớn, đường rộng thì chủ vẫn quay đầu như thường nhanh gì, chứ không nhất thiết chi là ở đâu đâu mà đình đã bị chủ quay đầu nên là không mua được khu đất đó. Đất của mình sổ 50 năm giờ chuyển đổi lên thổ cư có khó khăn gì không ạ? Cái thứ nhất, cái muốn chuyển đổi được thì hãy lên xem tài địa chính tài phương xa tại khu vực mà sinh sống đấy, xem cái đất đấy nó có nằm trong diện được quy hoạch chuyển mục đích hay không, trong diện là quy hoạch đất ở hay không, nằm tiếp giáp với đường hay không, thì lên hỏi chính quyền địa phương của bạn thì mới biết chính xác. Anh ơi, đất nhiều người đứng chung một sổ lớn sau này có tách được không ạ? Cái thứ nhất, nếu như nhiều người đứng chung một sổ lớn thì cái việc đầu tiên là nên tách sớm. Cái việc thứ hai là nếu không đủ diện tích, không đủ điều kiện thì không cho tách ngay cả bây giờ, chứ không phải là nói sau này. Còn với cá nhân của Đình thì nên tách từ bây giờ thì nó sẽ dễ dàng hơn, còn sau này càng ngày nó sẽ càng khó. Đất Gia Nghĩa Đắk Nông có triển vọng không anh? Cái thứ nhất là Gia Nghĩa Đắk Nông là một trong những thành phố mới, trong đó cái việc đầu tiên đấy là quy hoạch cũng khá bài bản, nhưng mà vì mật độ dân số nó quá thưa thớt nên cái việc khi mà được cao tốc Trơn Thành lên Đắk Nông có lẽ nó cũng sẽ có một cái yếu tố để tăng giá. Nhưng trong cái thời gian sốt vừa rồi thì cũng nhiều anh chị ở nhiều tỉnh đã đổ tiền về đấy quá nhiều. Vì vậy nếu chúng ta đầu tư vào đấy thì hãy cân nhắc cái việc là cho ai thuê hay làm được cái gì trên đấy, vì mật độ dân số trên đấy quá thấp và đất nó cũng nằm ở một khía cạnh là không hề rẻ, 2-3 tỷ cho một lô. Và 2-3
tỷ có thể là mua ven thành phố Hồ Chí Minh để cho thuê, để làm được cái gì thanh khoản ngay trong đêm. Nhưng ở trên đấy thì phải cẩn trọng cái việc này. Anh ơi, đất ấp 4 Trư Văn Thọ Bào Bàng Bình Dương tương lai có phát triển không ạ? Nói về Bào Bàng thì rất là phát triển, còn cái việc mất cái đường cụ thể như vậy thì định không biết được, bởi vì ngay cái đường đấy thì định không nhớ được. Còn nếu định mà nói là định nhớ, định phát triển được là định nói sai, nên là định không chính xác được. Nếu như bạn muốn mua hay bạn muốn định giá lại thì bạn gửi riêng cho định để định kiểm tra lại vị trí video khu vực thì định mới biết được. Còn nếu mà nói như thế này là định không biết ngay cái đường đấy được, và không biết thì định không dám trả lời. Cảm ơn bạn Trí. Anh định trải nghiệm nhiều cho em hỏi đất Huyền Đông Phú Bình Phước khu vực chờ, cách chờ Đông Phú 1 km, cho 1-2 năm liều có tăng giá không? Đất ở khu vực Đông Phú sắp tới sẽ có một cái quy hoạch tổng thể về khu công nghiệp 6.340 hecta, trong đó có 4.200 hecta sẽ chạy vào trong khu vực đi qua có là đường số 1, số 2, số 3. Trong đó cái đường số 1, số 2 đang được hoàn thiện, vì vậy nó sẽ đổ về khu vực chờ, khu vực Đông Phú, thì vì vậy cái việc đó sẽ tăng trưởng rất là nhanh nếu khi được đấu nối với những khu vực đó. Và Đình vừa rồi có mua ở tại khu vực Đông Phú rất là nhiều, đặc biệt là những cái đường lớn, diện tích đất ở nhiều và có thể cho thuê ngay lập tức, thì Đình đã mua những cái loại đất đấy nha anh chị. Đất quy hoạch Huyện Đô Lương gần ủy ban, trường học, chợ, bến xe, trạm xăng, kiếm được không anh? Tầm 2-3 tỷ ở khu vực đó kiếm được. Nếu như bạn kiếm thì vẫn đang khả năng kiếm được đến 2-3 tỷ ở tại Đô Lương. Và 10 năm trước thì đất ở Đô Lương chỉ có đâu đấy 300 triệu. Như vậy anh chị nghĩ sao bây giờ 2-3 tỷ? Vậy thì có điều gì diễn ra cái việc đấy? Đó là thay đổi về hạ tầng, thay đổi về con người thu nhập, thay đổi về cái việc giảm dần về những khu vực quê hương là chung khẻ ngọt, nên họ sẽ quay về, họ sinh sống ở giữa quê hương. Đó là xu hướng của bất động sản. Nếu chúng ta nắm bắt nhạy bén thì sẽ nhìn thấy được cái việc đó. Anh cho em hỏi khu vực Châu Đức, Ba Rịa, Vũng Tàu có đầu tư được không? Ở khu vực Châu Đức, Ba Rịa, Vũng Tàu sau này nó sẽ được kết nối với Đồng Nai về cái việc cao tốc. Cái thứ hai là ở khu vực đấy có rất nhiều cái cảng, khu công nghiệp. Cái thứ ba là được hưởng lợi với cái sân bay Long Thành. Cái thứ tư là ở khu vực đấy đáng được hưởng lợi sau này mấy cái cảng được sâu như cảng Phước An. Vì vậy cái việc đó là việc nếu bạn là người ở Châu Đức, nếu bạn là người Vũng Tàu thì bạn cứ tìm khu vực đấy mà đầu tư cũng được. Đối với định chỉ phân tích tổng thể, còn mình không biết giá đường, nên là cái việc đấy bạn phải kiểm tra lại giá nữa. Cái bảng giá cũng là cái bảng cực kỳ quan trọng. Đất Nghệ Đan vùng nào hợp lý để đầu tư vậy anh Định? Đất Nghệ Đan nếu như bạn mà đầu tư thì bạn đầu tư ngay cái vùng ven của trục đường 48. Nếu không thì bạn phải đầu tư sát với cái tuyến 2 của một số dự án. Cái thứ ba nữa, nếu bạn đầu tư nữa mà bạn thích đầu tư dài hạn thì đầu tư diện tích lớn, bởi vì cái đất Nghệ Đan nó rất là tốt. Trong cái việc khi tốt rồi thì mình có thể chuyển đổi được hoặc cái vườn lớn để mình chuyển đổi đá, sau này mình tách ra hoặc mình kinh doanh cà phê vườn cũng được. Vì được cái quỹ đất ở Nghệ Đan để mà quỹ đất rộng tại một khu vực trong thị xã thì nó không hề nhiều. Vì vậy bạn hãy có một cái lối đi riêng. Nếu bạn chọn thì nên chọn tuyến 2 ngay tại cái đường 48 hoặc 48. Cái thứ hai có thể là những khu vực mà phân lô đấy là không thấy định, không thấy sinh lời, vì giá nó đẩy được 7 tỷ 7 tỷ rưỡi cho một cái căn mặt tiền này nó cao ạ. Thì bạn hãy đi vào một tuyến 2 hoặc xa hơn 1 tỷ thì bạn tìm những cái lô đất mà có pháp lý rõ ràng thì có lẽ nó hay hơn. Bình Thuận khu nào được hả anh? Bình Thuận nếu bạn đầu tư thì bạn nên đầu tư ngay mặt biển, còn những khu công nghiệp thì nó đang còn quá manh mún. Nó khu công nghiệp nó không hề được đấu nối với những cái hạ tầng bài bản. Vì vậy đừng chờ khu công nghiệp ở Bình Thuận, mà một là đầu tư trong trung tâm thành phố, hai là đầu tư ngay mặt biển với vị khí hậu của mặt biển. Đặc biệt là cái biển Bình Thuận nó rất là ít cái mặt biển, mặc dù dài nhưng mà cả khu resort, cả khu ngày xưa đã cho thuê nên bấm nát hết cái mặt biển rồi. Thì bây giờ chỉ có một số khu vực nhỏ trong cái việc là mặt biển đang cho thuê thôi, hoặc là mặt biển của dân, thì nếu mà tìm được những khu vực đó thì nó sẽ tốt hơn. Vì vậy hãy chú ý trong cái việc là nếu chúng ta tìm thì tìm loại đất nào để chúng ta đầu tư trong việc đất mặt biển đó, thì chúng ta mới có được cái lối đi riêng. Đất Khánh Vĩnh, Khánh Hòa có tương lai không ạ? Khánh Vĩnh, Khánh Hòa cái thời gian vừa rồi gọi là khi Covid thì được đẩy giá lên cao quá này. Nếu mà bản thân Đình thì bây giờ trên đấy nó chưa hề có mật độ dân số nhiều, nên phải chú ý. Nếu mà đầu tư thì đầu quay về đầu tư nội thành nó sẽ tốt hơn, bởi vì trong nội thành của thành phố Nha Trang trong thời điểm vừa qua chưa hề tăng, trong một thập niên vừa qua, 5-6 năm vừa qua không hề tăng, thì bây giờ quay lại đầu tư đấy có vẻ nó lại là một cái đi ngược tốt hơn. Vì ở Nha Trang cũng là một thành phố cực kỳ đẹp, nhưng nếu mà đầu tư trên Khánh Vĩnh thì nó xa quá, nên phải chú ý việc này. Hello, đất Nhà Bè có tiềm năng không anh? Đất Nhà Bè sau này nó sẽ được hưởng lợi trong cái việc với quận 7, và có khả năng trong cái việc Nhà Bè, Bình Chánh, Hóc Môn, Cần Giờ sẽ được lên
thành phố thì khi đấy nó sẽ là rất tiềm năng. Nhưng phải chú ý rằng đừng chia sẻ là phải chú ý việc nào là ra việc đấy, còn nếu mà mua sai sản phẩm thì vẫn mất tiền như thường. Đất ở chợ đếm Đồng Xoài, Bình Phước có đầu tư được không? Nếu như mà giá rẻ thì bạn cứ đầu tư. Nếu như giá rẻ ở chợ đếm Đồng Xoài mà nếu giá rẻ thì cứ đầu tư, chẳng có lý do chứ không đầu tư cả. Vì với thời điểm này Đình biết ở trên khu vực Đồng Xoài, Trấn Thành, Bình Phước có nhiều khu vực, nhiều lỗ đã rơi đến 50% rồi. Hôm trước có những lỗ nó đến 9 tỷ bán chỉ có 5 tỷ thôi. Như vậy chẳng có lý do chứ không mua hết. Nếu như bạn ép được giá, chúng người cần tiền thì cứ mua thoải mái. Cầm phân lô theo dự án 1.500 thì phù hợp. Còn tách thửa gia đình cho tặng thừa kế có thể cầm, cho tặng thừa kế không là cầm nhà giá đúng rồi. Nhưng 1/500 phù hợp thì vẫn không cầm được, mà chỉ có nhỏ lẻ thôi. Còn những cái mà cho tặng thì chắc chắn là không thể cầm. Với cá nhân Đình là Đình vẫn nghĩ là không thể cầm được cái việc cho tặng cho việc con cho cha, cha cho con hoặc là em cho anh được. Anh ơi, khi nào bán ra lợi nhuận cao nhất? Em sợ bán xong nó tăng nữa. Khi nào bạn cảm thấy nó đủ với cái mục tiêu của mình thì lúc đấy bạn cho là cao nhất. Bởi vì bạn xong nó tăng nữa thì là việc của tăng, mình đừng bận tâm bạn xong nó tăng hay không. Quan trọng là bạn bán xong bạn để sử dụng cái tiền đấy như thế nào cho nó tăng trưởng, cho nó an toàn, cho nó phát triển, cho nó bình an. Còn nếu bạn sợ bạn xong bạn tăng, bạn không giảm bạn thì sẽ thì có một ngày nó cũng sẽ tụt xuống và bạn sẽ lại bị tụt theo cái nỗi buồn đó. Nên là bạn phải chú ý cái việc là mình cảm thấy đủ thì mình cứ bán thôi.